Không sao kê ra trước công chúng, mày là đồ lừa đảo. Tại sao bây giờ đi đâu cũng để sao kê hết vậy? Nhớ nha em, phải sao kê ra. Tụi 3 tỷ sao rồi? Mà mỗi cái mày muốn, mỗi cái tiết công, mà nước ở đâu cũng thấy sao kê. Tôi có một cái giấc mơ sao kê tới 350 mấy lẻ mấy tỷ nữa. Mở điện thoại lên là sao kê? 140 mấy tỷ nha quý vị. Mở TV lên là sao kê? 120 mấy tỷ đó là giấc mơ của tôi. Gì đừng có mơ nữa. Mình không còn thời gian làm gì cho bản thân mình luôn ý. Mình hỏi làm gì để thành sao đẹp bây giờ? Sao đẹp bây giờ? Sao đẹp bây giờ? Ai ơi mà. Cô Thiên. Lại đứng sau kê nữa. Lại đứng sau kê nữa. Trời ơi. Thì sẽ hứa với mọi người là Thiên sẽ đi ra ngân hàng để sau kê. Không không. Chị sẽ giúp em trở thành sao đẹp. Sao đẹp. Sao đẹp. Ở nhà mà bột nó màu đỏ, tôi thấy nhìn phát ghét. Có chắc thiết bị đẹp như thế không? Muốn lạy luôn á. Các bạn làm sao ấy nhỉ? Nhớ nha em, phải sao kê ra. Sao kê thì kệ sao kê, còn em vẫn cứ lung linh mỗi ngày. Vẻ đẹp đích thực được tạo nên bởi nụ cười rạng rỡ, sự tự tin và sức sống tràn đầy. Mơ rằng sau này ta sẽ đến với nhau. Giờ đây anh yêu.